Chào mọi người nhé, đây hôm nay mình giới thiệu về mẫu đai mới bên mình nhé. Mẫu đai này thì thiết kế thì giống cái mẫu đai mà mình vẫn hay bán cho khách, nhưng giá thành nó sẽ rẻ hơn nhé. Thiết kế thì như nhau thôi, khác một chút là ở phần này thì nó dán bằng dây chun. Loại này thì nhiều người thích hơn. Đây, về phần đằng trước thì nó đều như vậy thôi, khóa thì cũng bằng hợp kim nhôm loại dày nhá. Đây các bạn nhìn này, khóa hợp kim nhôm loại dày này, phần trước bụng cũng hợp kim nhôm này. Đây, đai này thì người ta may những đường chịu lực khá đẹp nhé. Đây các bạn nhìn nhé, những đường bắt chéo này là những đường may chịu lực này. Chịu tải, những phần này chịu tải rất là lớn nhé. Đây, về đằng sau đều có phần lỗ móc, các bạn để ý này. Đây móc đây, đây là phần lỗ móc. Cái này cho thợ cưa cây người ta thích nhé. Thì thợ hái lan thì có thể treo những cái phần đồ đạc ở đằng sau đều được nhé. Đây có thêm ba cái dây móc đồ khóa đê các thứ treo máy. Phần này thì là bản rộng, khác với đai thợ điện. Đai thợ điện rẻ nhưng mà nó khác rất nhiều. Bản rộng họ may chịu lực hết, may những đường chỉ ấy. Đây các bạn nhìn này. Phần đùi cũng thế, phần đùi đều là ôm, rất là ôm nhé, mà đảm bảo các bạn lại êm nữa. Đây thì mẫu đai này mình lấy về thì giá thành nó sẽ hợp lý hơn so với loại đai mình vẫn hay bán. Chất lượng thì mình vẫn đảm bảo các bạn nhé. Đây, các bạn có thể nhìn rõ hơn. Nếu ai muốn quan tâm về giá thành và hình ảnh của sản phẩm cụ thể đấy thì liên hệ với số điện thoại mình để bên dưới hoặc Zalo nhé. Còn rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình. Thấy hay thì hãy like giúp mình sẽ ra nhiều video hơn nữa về sản phẩm mẫu mã của bên mình. Chào mọi người nhé.